Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống dưới nhà của ông cụ Dùng với lại ông cụ Bãi Liền một chút cô bác. Và ở đây thì những lần cháu Lực xuống thì cháu Lực đều trích cái tiền quý của chị Trần Đố Giáng My ra mà mua cho hai ông cụ cô bác ạ. Đấy, một là ông cụ Dùng và thứ hai là ông cụ Bạn Liệt. Đấy, hai ông cụ thì cũng ở gần nhau cho nên là mỗi lần cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ thăm là hai ông cụ luôn. Và cũng phải nói là trong thời gian qua được chị Trần Đố Giáng My đồng hành cùng cháu Lực thì những hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ thì đều trích cái tuần tiền của chị Trần Đố Giáng My ra. Đấy, ở bên kia thì cháu Lực không biết là hai bác là không biết là đang làm gì, hình như là đang sửa lại mộ mạc hay sao các bác ạ. Đấy, cháu Lực thử đi đường đấy đi vào xem một chút. Làm mình sao mới yếu đều đây à Tài? Tài á? Làm mình sao mới yếu đều đây à? Làm mình sao mới yếu đều đây à? Hả? Đây nữa? Cháu Lực nhìn thấy là hai cô là đang có vẻ là sửa lại cái mộ, không biết là mộ này là mộ của ai đây. Ui, chiêm tố hạn nè. Ngầu chứ mẹ, thế à? Bắt ngầu chứ mẹ. Cái lùm lục chỉ dùng ta đứa đấy. Thưa cô bác, là vừa rồi cô có chia sẻ cho Lực nói rằng là mộ này thì cũng là mộ của có một ông, không có con, không có con, không có cháu. Thành ra là được các cháu từ gọi là lâu lâu rồi cô bác. Này bằng tuổi lúc ông Dùng tầm ấy. Nó chỉ lo, nó chỉ sẵn lúc mi thì à. Nó chỉ như con thẳng lùng quay, ta thẳng lùng quay sắp con thái đấy nghi phiếp lấy bí à. Lấy bản nên chỉ mi tao xây anh ấy tài nè. Này xây lại ổ hốc ta mặc phá hứ à, tức còn vài nào ấy nữa, còn miếng lục trôi hứ à. Chú mà trôi hứ dễ ba. Con nó dù phải, không ăn đây. Xây phải ăn, nó xây này ăn không. Làm cảm ơn đấy, làm lắng lúc chỉ, làm lắng dung tôi báo. Dùng á? Cái gì từ đó lên? Lần tới đây cái này, lần là văn lắp văn phế bé. Hả? Lắp bài thêm, đúng thôi. Ôi, có phải làm cầu được đấy? Bắn đúng hai thung chứ ạ. Đây thì đường đi xuống hầu như là không có đường các bác. Đấy, hôm nay chụp xuống thì mấy bác ở đây đã cày hết rồi cho nên là phải đi vào trong ruộng luôn. Lún ra rất là sâu. Đấy, hôm nay thì đi xuống thì không biết là bắt gặp ông cụ là có ở nhà không, sợ rằng là tầm trời ôm ấm như này là sợ ông cụ sẽ đi lấy củi. Đấy, đi xuống nhà mà chưa bắt gặp ông cụ Dùng thì có được xé đi sang nhà ông cụ ở Bãi Liệt trước. Để xem là trong một thời gian này cháu Lực không chưa xuống thăm được ông ấy thì xem là sức khỏe của ông là như thế nào. Đấy, ở đằng sau nhà ông cụ Dùng thì cũng được là cháu Lực đi mua tôn về để mà quay lại cho ông, để mà những cái cơn mưa hay là những tránh những cơn mưa, tránh những cơn gió. Vậy từ xa xa là nghe thấy tiếng chó của nhà em của ông cụ là sủa đấy. Đấy, dưới nhà ông thì cháu Lực nhìn thấy là ông cũng để khá là nhiều rơm. Rơm này là rơm mà ruộng của nhà ông có các bác. Thì ra là ông tận dụng cái rơm này để về xem là mấy nữa ai mua không thì ông sẽ bán lại. Có vẻ như là ông đang ở nhà hay sao cô bác? Dê ơi! Dê!
thấy đóng cửa rồi cô bác. Dê ơi, dê dung à, dung dung đấy, dung dít ra. Đấy, ông thì ở nhà cô bác ạ, cái lúc nhìn thấy là ở dưới sàn nhà ông có khá là nhiều củi này. Có nhiều củi quá cô bác ạ. Ông có vẻ như thay thường xuyên là đi lấy củi. Đang ở dưới nước có nghe gì? Thế đó mà này bạn à? À đấy. Ta có một sát khấu đây nữa. Bốn bị cháu của chúng tôi đấy. Ồ nào bị, bị sát khấu á? À ông này đang chuẩn bị là đi sắp đi sắp thóc của bác. Khấu dây đúng không mía? Ừ. Cái này chứ mấy nó. À mà chưa sắt đâu. À vẫn còn khá là nhiều các bác, cho nên là không cần phải là mua gạo cho ông nữa. Đang tắc lắm. Ờ dê. Đang phay rồi dê, không uống nước nữa. Xít lẻ nó. Xít lẻ lại rồi. Thu văn bắt đầu bắt lại dê. Thu văn bắt đầu bắt à? Bắt rồi ra. Anh hỏi ông là thời gian này ông có ốm đau gì không? Thì ông nói với cháu Đức là không có bị làm sao. Đấy, và hôm nay thì cháu Đức xuống thì cũng thưa các bác ạ, cũng lại trích tiền của chị Trần Đấu Giá My ra để mà mua quà cho ông tiếp nữa. Đi, đi nó mua bánh xà đậu tiên. Ồ, xà đậu tiên đấy á. Ồ. Xem xem nhiều khi. Ồ. Đang phay nói rồi đây, gần tất năm rồi gì à? Đấy, ông thì là chú ngủ của ông ấy cô bác. Cũng được là cháu được sửa lại cho ông, cho nên là nhìn thấy ông là ngủ là rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đây thì tiền của chị Trần Đỗ Giáng My là còn dư là 500.000. Đấy, dư là 500.000, cho nên là hôm nay cháu Đức sẽ xuống và tiếp tục mua quà cho hai ông cụ một chút. Ông bảo là ở trên vùng cao này nếu mà trong làm trong đám ma ấy, ở trong cái làng này có bác này đi làm đám ma mà không đi giúp người ta lấy củi hay là làm gì ấy thì là mỗi hộ gia đình là sẽ bị phạt tiền cho tới là 300.000 đồng ấy. Cũng khá là lâu là không xuống nhà ông rồi, đưa bao mấy thằng dễ nọ. thường hứa là thế nọ. Trong khoảng thời gian này thì nhà của em Sử các bác còn bận rộn một chút cho nên là cháu Lực chưa xuống được gia đình của ông ấy. Có những lần thì chủ nhật ấy thì là cháu Lực nói rằng là chủ nhật sẽ xuống thăm ông cụ một lần. Hay nhưng mà trong đó thì khi mà chủ nhật ấy, thì cháu Lực lại đưa các em là đi mua sắm sửa vật dụng ấy, cho nên là không có đi mua được. Không xuống được với ông. Đấy, hôm nay thì cháu Lực xuống là cũng có mua cho ông thêm là đấy, phải mỗi lần mà ra ấy các bác, cháu Lực phải ghi ra giấy. Đây, ở đây thì cháu Lực mua là tổng hết là 440.000 và mỗi phần quà mà xuống thì cháu Lực mua là nước mắm cá mắm của bác, cá mắm này. Đấy, dẻo đấy không? Không đấy, thạc gì nó? Cây bà xô đó. Mua xong thêm là 1 cân cá mắm này và 1 gói mì chính nữa. Đấy, chắc là những cái gia vị mì chính thì ông cũng hết rồi. Đấy, và tiếp theo đó là bột canh này, mua trong là 2 gói bột canh là 10.000. Và mua xong thêm là 1 hộp bánh nữa. Bánh này thì là mua là 60.000 các bác ạ. Bọc cho ông ăn thử luôn, chắc là ông cũng đói. Đưa 319 dê. Đưa 19 liêng rồi mấy. Vì đây đó có 19 liêng. Thế là ông bảo là ở nhà không cho nên là không ăn cơm với cô bác. Không ăn cơm trưa. Thế thì ông ăn bánh này. Và mua thêm là
mua thêm là một sữa ống thọ, cái chai dầu rửa bát của bác này, chai dầu rửa bát để cho ông rửa. Đây chín bánh là gì? Đây ạ. Đấy, chín bánh mà. Éo hành. Đó, éo hành chín nào. Dê tốt tỉa đấy, ngày này ổ. Tốt tỉa ổ. Đấy. Bộ quay hơn lắm rồi phải. À, này éo cái này. Lắm rồi quay phải. Đấy. Dê con nó mì thống. Đấy, dê và tốt tỉa này. Lên đây cái nào mới nổ. À, tới nó mì lỗ. Nó mì lỗ á? Ừ, mì lỗ. À, là còn một lọ là sắp hết rồi cô bác. Hôm nay thì cháu được xuống là cũng còn. Bà này áo gì mà thật xô bà này à? Ừ. Vậy ở trong ngôi nhà này các bác này, nếu mà trời lạnh chỉ có biết là đun cái bếp củi nhà để mà sưởi ấm thôi. Đây, và tổng hết cái phần đồ của ông, quà của ông hôm nay cháu được mua xuống hết là 20.000 cô bác ạ. Ở đây thì quán tạp hóa trên xá thì không có những cái tờ phiếu đàng hoàng đâu cô bác, chỉ cho lực chỉ cho người ta ghi ra để ra giấy như này để mà đi xuống thì còn nhớ để mà gửi cho các bác. Nứa nó xịt gì à? Ở chỗ dưới này thì còn ấm hơn một chút cô bác, cho lực ở trên xá cái thì còn khá là lạnh nhiều hơn. Khá là mèo chú ấy. Đi đi bà ta lên cứ mi nó lóc chúng nôn lên lúng lẹt ấy. Ồ gì nó ngầu quá lá bay các bạn bé đưa nó. Đây ông cụ bại liệt cái cô bác này còn tội hơn đấy, bị liệt ở đôi chân rồi, cho nên là sinh hoạt mọi cái sinh hoạt rất là khó. Ông em xuống đến đâu rồi ạ? Rồi đến đâu? Làm răng tay nhá. Thú văn này đù đù à chứ? Đù đù ra. Đây hỏi ông bảo là xem có bị rột không, thì ông bảo là không có bị rột cả cô bác ạ. Đấy, quần áo ông thì treo lên cũng rất là gọn gàng. Ở đây thì những cái món đồ này thì cũng cháu lực cũng đã mua xuống cho ông hết rồi. Đấy, bây giờ chỉ cuộc sống của ông là chỉ có gọi là tư thế mà sống để cho làm sao mà tốt nhất có thể thôi. Đây, ngôi nhà của ông thì cũng khá là đơn sơ đâu các bác. Đây, cũng có mạnh thường quân có nói với cháu lực là muốn sửa lại nhà cho ông đấy, nhưng mà cháu lực cũng nói với mạnh thường quân rằng là nếu mà bây giờ mình sửa đấy, một khi mà ông không còn khỏe mạnh nữa thì ngôi nhà này không biết là để lại cho ai thì nó rất là phí, cho nên là bây giờ các bác mạnh thường quân gửi tiền cho ông ấy thì cũng gọi là cháu lực sẽ để vào quỹ và cháu lực sẽ mua hộ ông là đồ đạc này cũng như là thức ăn đồ uống mọi cái. Đấy, trong này thì trong cái buồng các bác, ở đây thì còn không dám mà đi vào đâu các bác, đi là nó sẽ bị gọi là bị sụp xuống luôn đấy, tại vì là cháu được nhìn thấy là có những cái thanh ngang thì nó đã rất là mọt rồi. Một cân phá lăn trang là gì à? Bạn này láng có bài không, láng láng chìp yêu lấy mua tông khánh đấy. Là một lá đồ ma luôn mà nè. Ai má mà đồ ma luôn vấn này mà thăm gì yêu giả tôi bị lắng láo chỉ bắn bé yếu thăm giá chỉ bé yếu bộ lô có đây dễ bó đám trang đấy chứ lắng có bột chín à các bộ yếu còn đấy các bộ à bột chín là gì vô lên bột tốt giặc lên bột là gì bột tốt giặc là gì không non tomi bột tốt giặc là chỉ đến dân mà. Thế ông hỏi cháu lực rằng là có sợ là cháu lực đói ấy, bảo là muốn nấu cơm cho cháu lực để mà ăn đấy, nhưng mà cháu lực bảo là thôi cháu cũng vừa mới ăn ở trên nhà xuống thôi, không cần phải là nấu cơm cho cháu lực nữa. Hôm nay thì cháu lực cũng thay mặt ông gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Đố Giáng My, và chị đã luôn luôn quan tâm tới hoàn cảnh của ông. Bây giờ thì cháu lực sẽ nói bằng tiếng Nùng cho ông nghe một chút là ai đã gửi cho ông. Đấy, văn này lán tàu qua mờ rè để chờ mi giáo rủ dung Trần Đố Giáng My đi rủ Hồng Kông rồi đi đi thạc trên mà lán lên thứ để đồ bên hơi rè đấy, thì tức quả thằng cáo lên các chơi giàn tay rè lại nộp cước đấy. Học lấy tốt lắm đấy, cứ bàn pha bàn phúc thì có chờ giàn thứ hờ càng đấy. Giải hát căng cảm ơn bóng cắm hả? Yêu cảm ơn bóng
lúc lán tư lễ nhưng lên những bài mà hư. Đấy, ông thì vừa rồi nói bằng câu tiếng Nùng gọi là cảm ơn chị Trần Đồ Giang My đã mua rất là nhiều đồ và phần quà cho ông nữa. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ là phải di chuyển đi ra bên nhà của ông cụ Bại Liệt một chút cô bác ạ. Anh chạy dân đấy kìa, làm lắng lão chế bay yếu. Thằng đến chính con tao mong nhau rồi. Thằng đến chính á, thằng đến chính con tao ma. Ông thì bảo là Tết thì cho cháu Lực xuống chơi cùng. Đấy, ông mà thế, nhưng mà chắc chắn là cháu Lực sẽ xuống. Chắc chắn là cháu Lực sẽ xuống và chơi với ông trong cái mùa Tết này. Đấy, tại vì là nhà của ông thì cũng ở gần nhà cháu Lực thôi, cho nên là chiều thì cháu Lực sẽ tạt qua ông nhà ông một chút. Hả? Làm xe mới tốt nữa. Nhìn cánh cửa của ông thì có bao giờ rất là đơn sơ. Rất là đơn sơ và mộc mạc thôi. Ở nhà của ông cụ Bại Liệt thì ở ngay đằng sau cái búi tre kia thôi cô bác ạ. Đi thì cũng không có xa mấy. Đi độ tầm cách độ tầm là độ 200m thôi. Đi là còn phải đi ụp này cô bác này. Trời này ấy, trời này là không có thể mà đi được giày đâu. Thì đi giày một buổi là về phải giặt tầm 3 hôm thì mới khô cô bác ạ. Ở nhà của em Hưng Thuận là được nằm ở dưới này cô bác này. Cho nên là hôm nay thì cháu Lực cũng không có xuống nhà của em Hưng Thuận nữa. Để dịp sau cháu Lực xuống, cháu Lực sẽ xuống nhà của em Hưng Thuận sau. Hai anh em thì chắc là hôm nay cũng không có ở nhà rồi. Vừa rồi cháu Lực điện thì nói rằng là đang đi làm rồi. Đấy, bởi vậy thì cháu Lực mới không có xuống được. Nhưng không là xuống chơi với các em một lúc thì cháu Lực cũng sẽ lại phải di chuyển và đi về. Dù những cái cung đường mà cháu Lực đi, cháu Lực đi một mình hay là đi như thế nào nữa, nhưng mà được các bác mạnh thường quân ở đằng sau cháu Lực và đồng hành của cháu Lực thì dù trời thời tiết có như nào hay là đường có khó khăn, cháu Lực sẽ tìm cách khắc phục để mà làm sao mà đi trao được những phần quà tới tay cho những cái hoàn cảnh mà còn đang khó khăn. Đấy, có đến những cái ghế đấy. Ôi, ra đây bác. Lăng lão chế bác đi. Hay gặp các bác ở trên vùng cao thì hầu như là bác nào bác đấy cũng rất là thân thuộc các bác ạ. Đấy, có thêm một đàn gà nữa. Vừa rồi là đàn gà này đang ấp con đấy cho nó ấm ấy, nhưng mà cháu Lực đi qua là phá đám rồi. Đấy, bây giờ thì cũng đã đến nhà của ông cụ Bại Liệt rồi cô bác. Anh nhìn vào cái ngôi nhà này trông như kiểu là không có ai ở trong một chút nào cả. Đấy, những cái cung đường này thì chỉ có là bà con đi qua nhà của ông cụ, thành ra là tạo cho một cái vết mà không có mọc được cái gì luôn. Cái gió thổi hiu hiu nữa, thành ra là khiến cho cái ngôi nhà này cảm giác như là rất là u ám các bác ạ. Dân giờ chế ơi, đúng chứ ta? Đấy, như cái chỗ rồi. Chiêm nề chiêm nằng chế. Ông thì cũng vừa nằm để cho nó bớt lạnh héo đi cô bác ạ. Vào trong nhà thì có vẻ như là khá là âm u và lạnh lẽo. Ông bảo là ngồi cả ngày rồi. Rồi chắc là ông cũng vừa mới là dập cái bếp để mà đi vào ngủ thôi. Bạn về ra mai bác bảo là bạn ở nhà phải bạn chỉ muốn ăn xe lắm phải chết thay. Đấy, bác hàng xóm của nhà ông cụ.
Vẫn làm tao tứ đồ mà hơi dễ yếu mà lố. Xít chối nó dễ nó. Có vẻ như hai hôm nay thì khá là lạnh nhiều hơn đấy bác chú nhỉ. Ừ, hôm nay hốt éo còn ma chèn nào. Hốt chả éo mà ma thủ. Bác ơi, Vân rủ xin này cho em bác. Ừ, Vân chị. Ờ, chú ở thế này ra. Ừ. Ờ, rồi hay mà làng dê với nhau rồi đấy. Mà đường này không phát mà sống nó đâu. Ờ. Thế chú là người mà chăm lo cho ông đúng không? Đúng. À vâng. Thế cháu của ông thì hiện tại chưa về à chú? Chưa về à? Tầm độ bao nhiêu ngày nữa thì cháu của ông về chú nhỉ? Không biết được. Không biết được à? Vâng. Hả? Lán dê ạ. À, thế là cháu của ông là độ tầm 2-3 ngày nữa mới về các bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là mua trích cái phần tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra. Hôm nay thì cháu lại trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua bánh với lại mua những một số thực phẩm là cho ông nhá. Vâng. Thế mấy hôm nay thì có bị ốm gì không ông? Hả? Mấy hôm nay ông có bị ốm gì không? Uống được đấy. Cái gì cũng uống được. À, không, cháu đang bảo là ông là có bị ốm không ấy? Cũng bộ ốm. À, không ốm đâu đúng không? Không ốm. Mắc ba. Đây là nó bỏ cái gì kìa. Thế thì chú nấu cơm cho ông này, chú lấy cá này đi về nhà đi chú. Cá này, cháu cũng mua cả cá về nữa. Hả? Thế như đây chú nấu cơm cho ông thì những cái đồ này thì chắc là chú mang về nhà bên kia đó chứ nhỉ? Vâng, thế thì đây chú ạ, có chai rửa bát này, có thêm hai gói súp này. Đấy, thêm một cân cá mắm này. Đấy, một gói mì chính này. Đấy. Thế còn đồ này thì ông chú là mang ra nhà bên trên, nhà bên kia để mà chú nấu cơm cho ông nhá. Vâng. Thế bây giờ ông này thì không có ai, thành ra là mỗi mình chú là chăm sóc thôi đúng không? Vâng. Đấy, hôm nay thì cháu lại trích cái phần tiền của có một chị là Trần Đỗ Giáng My. Đấy, lần nào mà đi xuống thăm ông thì là đều trích cái phần quà này ra. Thì là một tí nữa chú cầm đồ sang bên kia để làm sao mà chú giúp ông là nấu cơm nhá. Thế còn là như bánh với lại sữa ông Thọ thì sẽ để đây để cho ông ăn nhá. Đây ông. Đấy. Đây ông. Ông có ăn luôn không để cháu bóc cho? Vâng. Đây cháu bóc cho. Cái này bóc cho. Ăn cho ăn. Thùng chứ sao. Ừ. Cái này là không, cái ống sướng thọ này là ông phải đun nước sôi. Đấy ông. Đấy, sướng thọ là ông đun với lại nước sôi để mà pha lên. Cái này nhỉ? Không, cái này này ông. Cái này này. Cái này ăn được. Ờ, cái đấy thì là bánh. Mà ông đói thì ăn luôn bây giờ. Đấy, nhìn thấy ông là có vẻ khá lạnh của bác ạ, run đồng cập. Vâng ông ạ. Ông ăn bánh đi không? Ông ăn bánh xong là đắp chăn đi ngủ thôi cho đỡ lạnh một chút. Vâng. Đấy. Ông ăn bánh xong đắp chăn đi ngủ cho đỡ lạnh một chút. Được, nhìn thấy là ông là có vẻ khá là run rồi. Lạnh. Một trào chứ. Trộn chứ trào. Ủa kẹp lắm à. Kẹp này nhỉ. Chú cũng ăn một cái đi chú. Chú ăn một cái đi chú. Vâng. Đây các chú mỗi người ăn một cái, cùng ông ăn cho nó ấm cúng cho nó vui một chút.
Cũng là trời lạnh về rồi thì làm cái gì nó cũng khó khăn chú nhỉ. Hay như ông thì trời lạnh thì ở ăn ở cũng khó khăn. May là còn không mưa đấy nhỉ, nếu mà mưa thêm thì sợ chỗ ngủ của ông có dột không hả chú? Không. Chỗ ngủ của ông thì không dột đâu à? Không. Cái điếu như nào kìa? Bánh trứng thì mua cho ông thì ông sẽ ăn dễ dàng hơn. Ông bại liệt thì răng là chắc yếu hơn ông dùng một chút. Ông dùng thì còn là khỏe hơn. Khỏe. Vâng. Là ăn chỗ. Vâng. Cái lần này xuống thì mới gặp chú, mọi lần thì toàn gặp cô thôi. Đấy, này xuống thì không biết không biết là chú là hay nấu cơm cho chăm lo cho ông ấy. Chú. Vâng. Cháu nấu cho ăn. Vâng, thế chú cho cháu hỏi là ông đây là gọi là cái gì của chú? Chú là chú à? À là bố của chú với lại ông là hai anh em. Hai anh em. Ba em, bốn anh em, mới đi ba. Hai anh em. Hai anh em mất bố của em. À là có cả bố của anh đúng không? Vâng. À, thế là bây giờ là cháu của ông, cháu ruột của ông ấy thì là đi làm rồi. Thành ra là để lại cho chú để mà chăm sóc. Đúng rồi. À. Thế thì một năm thì cháu của ông thì về được bao nhiêu lần hả chú? Có năm người không về. Có năm không về á? Nhưng mà đi làm này thì có gửi tiền cho chú để mà không gửi tiền á? Lâu gửi một tí. Thế thì làm sao mà ông mà có tiền mà mua thức ăn được? Thế mọi vấn đề thì là đều là cô với lại chú là chăm sóc hết thôi à? Vâng. Thế là như ruộng ở nhà ông thì để chú để làm. Xong chú làm. À, cho này cho chú để làm. Vâng. Bây giờ chắc là cho ông ăn bánh luôn, cho ông là đi ngủ thôi. Vâng. Đấy, chứ không là cho được nhìn thấy là ông có vẻ như khá là run rồi. Một phẹt tôi eo đi thì miếng ăn nó thơm ấy. Thơm nào. Đấy, đi bộ đi. Eo dè đi chín dè hơi hạc à, dè hạc bọc. Chín lắm rồi ạ. Ta dè nhau xuống phải. Cảm ơn. Dè. Cảm ơn mọi người đấy. Eo còn khuấn tâm mày. Đấy. Chú thì cầm này sang nhà bên kia để mà nấu cơm, tối lại đem qua cho ông. Ở đây thì những cái thùng mì tôm hay là những cái thùng phở này thì chắc là trước cũng được bạn Trình với lại cháu Lực là mua lên cho thì ông thì người ở trong nhà thì mới có được cô bác. Cháu của ông thì đi làm khá là xa rồi cho nên là một năm có khi là chỉ về được có một lần thôi. Và vừa rồi nghe theo lời chú kể thì cũng ít khi gửi được tiền về để mà chăm sóc cho ông. Chê, bé nếm à chê à? Nếm một xít ạ. Nếm ạ. Một đăng hạ kìa. Một nếm. Nếm ạ. Một chú nếm. Đấy. Nhìn thấy ông lạnh run cầm cực với cô bác ạ. Chỉ hút có con á? Ừ. Ồ. Ông còn làm thêm một bi thuốc lào nữa cô bác ạ. Chú ngủ ông để chú ngủ của ông chăn màn như này thì có đủ ấm chưa? Nếu mà đi ngủ ấy. Ấm thôi. À, giờ chín ạ. Áo á? Có thịt chứa ở ngoài sổ. Ừ, thịt chứa luôn. Có còn cái đập. Ừ. Mầm hút một tí kìa. Ồ, bù hút ra mì rồi nó. Mà có đó. Hút một lần xong rồi tương lai nó hút khởi cái mưa rồi bằng sành chứ sau anh vẫn phải tiêu điện. Ừ. Nhà chẳng có đây. Ông thì chắc là bài thuốc lào này thành ra là quá là quen thuộc và thành ra là không có bỏ được. Không bỏ được. Đấy, kể cả ông dùng ở bên kia ông thế, thuốc lào thì cũng nhìn thấy là hút thuốc lào. Thế nhưng mà rượu thì không uống, thuốc lào thì uống. Thuốc lào thì hút. Rượu vẫn uống, không cho uống. Rượu ông vẫn uống à? Là không cho uống đúng không? Không cho uống. Vâng, thế thì bị như này thì những cái phần khoản rượu đấy thì kiêng đi.
Cái thuốc lào này thì cũng kiêng mất luôn đi anh chú ạ. Đấy bây giờ thì ông đi nằm để cho nó ấm đi. Vâng. Chăn màn thì có cần phải là nếu mà lạnh quá thì bảo cháu nhá để cháu mua thêm cho ông. Vâng. Đấy. Bây giờ nếu mà mua thêm một tấm chăn nữa là được rồi nhỉ. Đấy, có thể là mua cho ông thêm một tấm chăn nữa là cũng đủ ấm rồi các bác ạ. Đấy, ở đây thì chăn với lại đệm như này, nệm như này thì trước cũng được là bạn Trình bạn ấy mua lên cho. Đấy, ở trên vùng cao thì ở đây thì vào trong mùa đông ấy thì nhìn vào cái ngôi nhà của ông ấy có vẻ hở hang lên rất là nhiều. Những cái chỗ ngủ của ông thì cũng may mắn là được cái bạn Trình là giúp đỡ mua chăn màn nệm êm rồi cũng ấm áp hơn một chút rồi chứ không là còn lạnh hơn. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ ở lại và chơi với ông một chút nữa thì cháu Lực cũng sẽ lại tiếp tục là di chuyển là đi về. Đấy, co do ở trong chăn nên nói là gọi là cảm ơn các cháu đã giúp đỡ ông ấy không á. Cháu Lực cũng thay mặt là ông cụ là gửi một lời cảm ơn tới chị Trần Nô Giáng My. Chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì sẽ ở lại và có thể là giúp ông nấu nước, pha nước một chút. Cháu Lực cũng sẽ lại đi về. Còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở tháng 6 tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về. Xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.